Vâng, xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với bài học tiếp theo. Và nội dung bài học hôm nay, Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị cái chiến lược mix giữa cái việc là product và sản phẩm là gì, price là giá như thế nào, và customer khách hàng là ai, và một cách chi tiết hơn. Và các anh chị đã thấy rằng là trong cái loạt series video về marketing retail inflation có rất nhiều các cái video nói về sản phẩm, bởi vì tôi quan điểm rằng nếu như mà cái sản phẩm của anh chị mà đúng, mà chất lượng đi vào đúng tập khách hàng thì cái việc bán hàng của anh chị sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Và các anh chị cần phải hiểu những cái chiến lược liên quan đến sản phẩm, liên quan đến giá, liên quan đến khách hàng một cách chi tiết. Thì có một số cái video nó có cái nội dung nó cùng một cái chủ đề nhưng mà cái cách tiếp cận nó khác cho các anh chị rõ hơn thôi. Thì cái này tôi sẽ mix ba thứ lại là product là sản phẩm, price là giá và customer. Thì rất nhiều người thường đặt câu hỏi, hỏi tôi, chat với tôi là: anh ơi, em có bán quần áo được không? Anh ơi, em có bán thời trang được không? Theo anh thì em khởi nghiệp với cái việc là bán đồ lót có được không? Hay là bán hàng trên Facebook thì em bán quần áo kiểu gì? Là những cái câu hỏi kiểu như thế tôi nhận được khá là nhiều. Thế thì theo các bạn thì tôi nên trả lời là có hay là không? Có hay là không ạ? Vâng, thực ra thì là có hay là không thì cũng rất là khó trả lời. Có cũng được mà không cũng được, đúng không? Có không không chẳng biết thế nào một lần. Vậy thì vấn đề để trả lời có thì như thế nào? Đấy. Và trả lời không thì tại sao? Bởi vì rất nhiều bạn thấy là thời trang ngon nhảy vào nhưng mà chết sạc gạch ra, đúng không? Cái ngu phí, cái gu thẩm mỹ của mình đánh hàng nó rất là tồi. Rồi thì cái nguồn hàng mình đánh nó không chuẩn, giá thì cao. Trong khi đó người ta đánh cũng hàng như thế, giá rẻ nửa, phần ba. Thế thì mình không thể đọ được. Đó. Thế thì vấn đề lựa chọn là cái sản phẩm thời trang bạn bán là gì, đúng không ạ? Giá bán như thế nào và đối tượng khách hàng của bạn là ai. Bạn phải xác định được những cái lợi thế của bạn trong cái quá trình mà bạn bán hàng, bạn bán buôn, bán lẻ hay là bạn bán hàng trực tuyến. Cái lợi thế của mình là gì? Ví dụ như là bạn tự ra được mẫu riêng, bạn có nhà thiết kế hay là tự bạn thiết kế được, đúng không? Bạn có thể sản xuất được hay là bạn có xưởng gia công trong tay, đúng không? Hay là bạn ra mẫu thật là nhanh, mẫu thật là chuẩn, hay là bạn có thể phục vụ được nhanh. Ví dụ như trong vòng 30 phút bạn có thể may được một bộ com lê dành cho cái đối tượng là khách du lịch chẳng hạn. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế. Hay là may một bộ áo dài trong vòng 30 phút dành cho khách du lịch. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể phát triển được, đặt may online vân vân, ví dụ thế, đúng không? Hay là bạn có một cái xưởng gia công riêng, hoặc là bạn có xưởng may riêng của chính mình, kiểu kiểu như thế. Đấy. Thế thì cái ví dụ để tôi nói về cái chuyện là đầm bầu, tôi đã nói trong một cái bài học khác rồi. Thì cái bài học này tôi sẽ nói sâu hơn về cái chuyện là người ta lựa chọn như thế nào, đúng không? Ví dụ như là cái thời trang đầm bầu của một cái bạn học viên của tôi, cũng là khách hàng của tôi tư vấn, tôi chạy quảng cáo và tôi cũng không tiết lộ cái thương hiệu. Thế thì bạn ấy chọn tập khách hàng là nữ, trong độ tuổi từ khoảng 22 đến 35. Đây là cái độ tuổi của phụ nữ mang thai lần đầu, hoặc là đứa thứ hai hoặc là đứa thứ ba, đúng không? Trong cái thai kỳ, cái thời kỳ mang thai đó. Thế thì đầm bầu của bạn ấy lựa chọn cái tầm giá là khoảng từ 300.000 đến 800.000 cho một sản phẩm, tức là ở mức độ tầm trung một chút, hơi mắc mắc một chút đấy, hướng tới những cái sản phẩm là chất liệu tốt, mát mẻ, đẹp đấy, thời trang, rồi thì trông nó không giống như là những cái tạp dề rẻ lau cũ cũ mà mấy mẹ bầu ngày xưa hay mặc đấy, trông nó phải sang sang xịn xịn, fashion một chút đấy. Bởi vì bây giờ các mẹ bầu mà giàu có rồi, các mẹ bầu cũng rất là ngầu, đúng không? Trông mình phải lúc nào phải xinh, trông phải cảm giác nó vẫn là đầy yêu thương, đầy năng lượng, chứ không phải trông mấy cái mẹ xồ xề sắp vứt đi đấy. Ý là vui vui đấy, đúng không? Thì những cái khách hàng này họ thực sự cũng không tiếc tiền mua 3 sản phẩm, 5 sản phẩm trong một cái thai kỳ của người ta chỉ có 7-8 tháng thôi. Thế thì cái bạn này, bạn ấy cũng tìm được một cái xưởng gia công sản xuất sản phẩm tốt, chất lượng tốt, đường kim mũi chỉ đẹp đấy. Bạn ấy chủ động đi tìm vải, hoặc là xem các mẫu vải, sau đó thì lên các mẫu thiết kế, và sau đó thì đặt sản xuất mỗi mẫu khoảng 30-50 sản phẩm. Đấy, như thế là bạn ấy đã thành công, và sau đó bạn ấy chạy quảng cáo Facebook, bạn ấy bán ở trên mạng, bạn chụp ảnh người mẫu. Người mẫu không phải bầu đâu, kiếm một em mẫu xinh xinh, cao ráo, mặt ưa nhìn,
càng hiền lành, càng dễ thương một chút. Sau đó thì đeo cho bạn ấy một cái bụng gối giả vào cho bụng ấy, chụp đi chơi, đi ăn, đi những cái chỗ siêu thị, những chỗ cà phê sang chảnh, các mẹ cái nhìn thấy là thích thôi, mua đơn hàng rất là nhiều. Đấy là một cái ví dụ mà tôi muốn nói lại một chút về cái mô hình là sản phẩm gì, bán cho ai và bán giá bao nhiêu, được chưa? Thế một cái khách hàng khác mà tôi cũng từng tư vấn và trao đổi về cái chiến lược marketing online cho cái thương hiệu này. Thương hiệu này khá là lớn, là tôi xin phép không tiết lộ thương hiệu. Cách làm của họ là họ sản xuất đồ thời trang công sở nam, và các sản phẩm của họ cũng khá là đa dạng, bao gồm là áo sơ mi nam này, áo polo shirt là áo không có cổ như này, tôi đã nói rồi đúng không? Quần nâu, quần khaki này, đấy. Lấy một cái định nghĩa phong cách là kiểu như phong cách thời trang châu Âu, suit made, suit style kiểu như thế, hay là Frank style kiểu như thế. Rồi sau đó thì các cái sản phẩm này hướng tới công sở nam, là những người có thu nhập. Giá bán của sản phẩm khá là cao, nó dao động khoảng độ 700-800 ngàn một sản phẩm, cho đến khoảng 2 triệu cho một sản phẩm áo sơ mi. Và nó cũng ngang ngửa cùng với phân khúc của Pierre Cardin của công ty An Phước đấy. Và cũng theo cái nhận xét của chủ thương hiệu này thì họ tự nhận xét rằng là chất lượng thì cũng có thể nói là ngang ngửa hoặc là có phần cao cấp hơn so với cả Pierre Cardin. Cái phương pháp mà họ sản xuất đấy là họ đi gia công cái sản phẩm của họ tại một cái nhà máy lớn, là một cái nhà máy mà họ chuyên đi gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Họ có một cái mối quan hệ là anh em rồi làm ăn với nhau ở cái nhà máy này. Thì sau đó thì cách thức họ sản xuất đấy chính là gì, vải mẫu thiết kế thì cũng ăn theo của các hãng ở nước ngoài, và cái nhà máy này họ sản xuất cho cái thương hiệu nào thì mình cũng có thể nối truyền hoặc là sản xuất theo phong cách như vậy, nhưng với một cái mẫu mã khác, nhưng mà chất vải cũng rất là tốt, cao cấp một chút đấy, đường kim mũi chỉ rất là đẹp, và sau đó là đóng hộp đẹp giống như hàng cao cấp đấy, cái hộp ni lông rồi hộp giấy rồi rất là đẹp đấy. Và họ hướng tới một tập khách hàng là công sở nam, nhóm tuổi từ 30 đến 50, và nhóm này có thu nhập tốt và quan tâm đến chất liệu, quan tâm đến kiểu dáng là nó phải trông, nó phải sang sang, lịch sự, là lành lành một chút, chứ không kiểu kiểu như là fashionista. Ví dụ như các bạn thấy như tôi cũng chạc tuổi 30 nhé, năm nay tôi cũng bước sang tuổi 32 rồi. Thế thì nhưng mà cái phong cách tôi ăn mặc chẳng hạn thì tôi có xu hướng là vẫn là thời trang công sở, nhưng mà cái xu hướng nó hơi trẻ một chút, hơi lịch sự một chút và hơi cá tính một chút, và đặc biệt là sử dụng các thương hiệu, hàng hiệu. Thế thì với một cái sản phẩm như thế thì rõ ràng tôi không phải là một cái khách hàng mục tiêu. Tôi đang phân tích về góc độ khách hàng. Ví dụ như là công sở này, ví dụ như là làm các cơ quan nhà nước, hay làm bác sĩ, làm giáo viên, rồi làm công chức, làm những cái vị trí mà có thu nhập. Đấy, rồi thì là businessman, những người làm kinh doanh. Họ không quá cầu kỳ về phong cách theo một cách là thực sự chuyên nghiệp. Và một cái phân khúc cao nữa thì tôi cũng biết là các bạn có thể tham khảo cái thương hiệu Giovanni cũng thế. Giovanni cũng là một cái thương hiệu thời trang nam và cũng rất là thành công. Họ hướng tới công sở cao cấp, đúng không? Các bộ đồ của họ thường có giá là vài triệu đồng cho một sản phẩm. Và cái nhóm này cũng rất là sang, rất là xịn. Thường khoảng tầm 35-40 tuổi trở ra mới sử dụng cái đồ Giovanni, và cũng thường là các doanh nhân thành đạt hoặc là các cái công chức cao cấp hoặc các chính trị gia kiểu như thế. Thế tôi cũng không tiện nói về cái xuất xứ của thương hiệu hay cách họ làm, nên tôi đang nói về cái phân khúc một chút, đúng không? Cho nếu mà cách họ làm thì tôi biết tương đối rõ, nhưng tôi không tiện trình bày trong video này. Và thế thì đấy, sau đó thì cái thương hiệu đó, cái thương hiệu mà cạnh tranh cùng với phân khúc với Pierre Cardin ấy, thì họ đầu tiên thì họ mở 1-2 cửa hàng và chọn các vị trí cửa hàng mặt tiền đẹp một chút ở trên phố lớn một chút. Đấy, giá thuê tiền cũng mắc, nhưng mà đổi lại thì cái việc mà tự cửa hàng bán được hàng rất là tốt, tự nuôi sống được
chính nó, đúng không? Các cửa hàng mở ra là tự nuôi sống được chính nó. Sau đó thì làm ăn được thì thấy nó cứ lời lãi một chút thì bắt đầu mới mở thêm, bây giờ cũng hơn chục cửa hàng rồi. Và đợt vừa rồi thì cũng phát triển rất là mạnh, thì anh chị có tìm tôi nói là cũng muốn tôi trao đổi hướng dẫn anh chị một chút về marketing online strategy tổng thể, cái chiến lược tổng thể, cách họ làm, ví dụ như họ chưa đầu tư vào website hay Facebook hay là kênh YouTube fashion hay là sale hay email gì đó, chỉ đơn thuần là cứ sản xuất mở cửa hàng bán, sản xuất mở cửa hàng bán, kiểm soát chất lượng, kiểm soát chi phí và liên tục mở điểm mới, thì họ cũng phát triển chuỗi thành công. Và trên đây các bạn có thể tham khảo một số những cái lý thuyết như vậy và ví dụ như vậy. Tất nhiên là còn có nhiều những cái quẩn khúc, có nhiều cái những cái khó khăn, những cái thuộc về bí quyết tôi cũng không tiện trình bày ở đây được. Đấy, thì các bạn phải tự chiêm nghiệm, các bạn rút ra bài học cho chính mình, cách làm cho riêng mình. Và nếu như các bạn cần trao đổi thêm thì vui lòng liên hệ với tôi để được hỗ trợ thêm. Và tôi báo trước là tất cả các học viên đều được hỗ trợ một cách rất là đầy đủ và nhiệt tình. Còn cái gì mà nó thuộc về chiến lược, thuộc về một cái gì đó phức tạp và cao cấp hơn thì có thể tôi sẽ báo phí, lấy thêm một chút về phí tư vấn cho các anh chị, nhưng tôi nghĩ không phải là vấn đề. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này và xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.